thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dạy trẻ, dạy con buộc dây giấy mô hình. Đây là một trong số rất nhiều trang sách handmade dạy kỹ năng cho con mà mình đang làm. Với cách này thì có lẽ là con sẽ hứng thú học hơn là cách buộc, mình dạy con cách buộc dây giấy thật thông thường. Thì để chuẩn bị tốt nhất, bạn nên giúp trẻ phát triển sự khéo léo của các cơ của ngón tay bằng cách là cho trẻ chơi với đất sét hoặc là xâu chuỗi hạt với nhau. Trước khi dạy con thắt dây giày thì chúng ta cần chú ý một số điều sau đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào phần chính là phần làm nào để cho con có thể cột dây giày nhá. Đầu tiên thì chúng ta cần phải minh họa cho trẻ, cho con. Hãy để con nhìn kỹ cách mà mình cột một dây giày như thế nào. Các bạn làm chậm thôi, làm chậm và làm từng bước một để con có thể bắt kịp cái hành động của mình, của bạn. Đây là mình đang làm ví dụ thôi, còn lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết nhá. Các bạn làm những cái hành động như này lặp đi lặp lại và để cho trẻ nhìn thấy, cho con nhìn thấy. Khi mà con mà có thể nhìn thấy được cái cách mình làm ấy, thì mình có thể yêu cầu con là làm lại cùng với lúc mình đang làm. Ok. Hoặc là nếu như mà con mà chưa thể hình dung ra cách làm khi mà chỉ nhìn mình ấy, thì các bạn có thể bắt tay con để con làm, các bạn lặp đi lặp lại cho đến khi con làm chủ được các động tác. Sự lặp lại này chính là chìa khóa để con có thể học cách cột dây giày một cách nhanh nhất. Các bạn làm lại như vậy cho nhiều lần, đến nhiều lần cho khi đến khi con ghi nhớ được tất cả các bước. Sau một vài lần thì để cho con tự làm. Nhưng mà các bạn cần chú ý là phải quan sát con cẩn thận và nhắc nhở con khi con đang làm. Sau một vài lần hoặc là một vài ngày thì trẻ con có thể làm toàn bộ quá trình một cách độc lập. Ok, đây là cách mình sẽ hướng dẫn con cách cột dây giày với hình dung các dây giày là hình con vật và cây cối. Thì trước tiên thì chúng ta cần tạo một nút thắt khởi đầu. Làm thế nào để tạo một nút thắt khởi đầu? Thì tay trái cầm dây, tay trái cầm dây bên trái và tay phải cầm dây bên phải. Vắt chéo dây bên phải sang bên trái, vắt chéo dây bên trái sang bên phải tạo thành hình chữ X. Dùng ngón trỏ của bên tay phải đẩy sợi dây bên tay trái vào trong, dùng lực của hai tay kéo sợi dây. Mình làm lại nhá. Tạo nút thắt khởi đầu. Hai tay hai bên thì cầm hai sợi dây, tay trái dây bên trái, tay phải dây bên phải. Vắt chéo dây bên phải hình chữ X sang phía bên tay trái. Vắt chéo dây bên trái sang bên phải, dùng ngón tay trỏ bên tay phải đẩy sợi dây xuống. Như vậy mình đã tạo được nút thắt khởi đầu. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo thòng lọng nha.
Cách tạo thòng lọng thì các bạn tạo như thế này. Hình dung nhá, cái dây thòng lọng này thì là hình cái cây. Ngón tay trỏ, ngón tay cái này thì là hình con thỏ. Và sợi dây bên tay phải mình là con cáo. Hướng dẫn trẻ cột như sau. Các bạn hướng dẫn là con cáo cuốn quanh cái cây, đẩy thỏ vào hang. Đó. Như vậy là mình đã cột xong hình chiếc nơ trên đôi giày. Mình sẽ làm lại một lần nữa. Đó. Tạo thòng lọng này. Cái cây, con thỏ, con cáo. Con cáo cuốn quanh cái cây, đẩy thỏ vào hang. Rồi. Như vậy là các bạn có thể tự hướng dẫn trẻ làm nha. Mình sẽ làm chậm một lần nữa cho các bạn dễ hình dung nha. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách giúp con có thể cột dây giày, cách sáng tạo ra để con có thể tiếp thu nhanh hơn thì là tùy thuộc các bạn. Ở đây thì mình gợi ý một cách nhá. Thì chúc các bạn thành công với cái việc mà dạy con cột dây giày. Nhìn thực ra là nhìn mình làm thì nó hơi có thể là với những bạn mà chưa dạy con cách cột dây giày ấy, thì các bạn sẽ thấy nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà mình làm dần thì mình sẽ quen thôi, và mình khi mình làm quen thì mình sẽ có thể dạy con một cách dễ dàng hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.